À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em học sinh đã đến với trang web vietjet.com. Cô xin tự giới thiệu, cô là Minh Châu, giáo viên toán của Vietjet. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em chữa đề kiểm tra giữa học kỳ 2, bộ sách Chân trời sáng tạo toán 7 năm học 2022-2023. Thì nội dung kiến thức của giữa học kỳ 2 gồm có chương 6, toàn bộ chương 6 là các đại lượng tỷ lệ, một nửa chương 7 là biểu thức đại số. Chương 8 thì chúng ta sẽ học đến hết bài 5 là đường trung trực của một đoạn thẳng. Về cấu trúc của đề thi thì gồm có hai phần. Phần trắc nghiệm thì gồm có 8 câu và phần tự luận gồm có 5 bài. Thì chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt các câu hỏi và các bài tập trong đề thi này nhé. Đầu tiên là câu 1, tỷ lệ thức nào sau đây không được lập từ tỷ lệ thức 14/8 bằng 21/12? Câu A là 14/21 bằng 8/12. Câu B là 21/14 bằng 12/8. Câu C là 14/12 bằng 21/8. Và câu D là 12/21 bằng 8/14. Thì chúng ta sẽ, đầu tiên này, tỷ lệ thức thì chúng ta sẽ xét là cặp là 14/8 bằng 21/12. Từ đó thì ta sẽ suy ra được là ba cặp tỷ lệ thức tương ứng. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là 14/21 bằng 8/12 này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghịch đảo các phân số này lên. Thì chúng ta sẽ có là 21/14 là bằng 12/8. Tiếp theo là 12/21 bằng 8/14. Thì hai phân số này thì chúng ta sẽ đi nghịch đảo. Do đó thì tỷ lệ thức là 14/12 bằng 21/8 thì không được lập từ tỷ lệ thức là 14/12 bằng 21/8. Do đó thì tỷ lệ thức ở đây đáp án cuối cùng của chúng ta cần chọn là đáp án C. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Câu 2 có nội dung là biết đại lượng tỷ lệ Y, tỷ lệ thuận với đại lượng X với các cặp giá trị tương ứng trong bảng sau. Cộng ở đây là có x là có các giá trị là âm 5 và 1, y thì có giá trị là 1, tức là ở đây với x bằng âm 5 thì y sẽ là bằng 1. Vậy thì từ đây khi x bằng 1 thì y sẽ là bằng bao nhiêu? Đây là giá trị cần điền vào dấu hỏi chấm này. Câu A là âm 1/5, câu B là 1/5, câu C là 5 và câu D là âm 5. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính giá trị ở trong dấu hỏi chấm này bằng cách là đại lượng tỷ lệ y, tỷ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỷ lệ K là bằng âm 1/5. Tại vì ở đây là Y này. Y sẽ là bằng cách. Vậy thì hệ số tỷ lệ K chúng ta sẽ tính bằng cách là lấy Y chia cho X. Y chia cho X tức là ở đây là Y là bằng 1 và Y bằng 1 và X bằng âm 5. Vậy thì kết quả của chúng ta ở đây là bằng âm 1/5. Đó. Âm 1/5, vậy thì đây chính là hệ số tỷ lệ K. Do đó là ta sẽ tính là ta có âm 1/5 nhân với âm 1 này. Từ đây thì ta đang cần tính giá trị của y này. Y sẽ là bằng cái. Thì chúng ta sẽ thay số vào và tính là ở đây là âm 1/5. Âm 1/5 mà nhân với 1 là bằng âm 1/5. Và giá trị cần điền vào bảng ở đây là âm 1/5. Và đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án A. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 3. Câu 3 có nội dung là cho biết y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ A. Khi x bằng âm 2 thì y bằng 4. Khi đó hệ số A bằng bao nhiêu? Câu A là âm 2, câu B là âm 6, câu C là âm 8 và câu D là âm 4. Thì chúng ta sẽ tính như sau. Hệ số tỷ lệ A, hệ số tỷ lệ thì ta sẽ lấy là A là bằng x nhân y. Tức là ở đây khi chúng ta thay số vào thì chúng ta sẽ lấy là âm 2 nhân với 4 là bằng âm 8. Kết quả cuối cùng của chúng ta cần chọn là đáp án C, hệ số tỷ lệ A bằng âm 8. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 4, có nội dung là bộ ba độ dài đoạn thẳng nào dưới đây tạo thành một tam giác. Câu A là 5cm, 4cm, 1cm. Câu B là 3cm, 4cm, 5cm. Câu C là 5cm, 2cm, 2cm. Câu D là 1cm, 1cm, 10cm. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát ở đây này. Là ta có là tổng độ dài hai cạnh bất kỳ sẽ lớn hơn độ dài của cạnh còn lại. Hoặc là hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ sẽ là nhỏ hơn độ dài của cạnh còn lại. Thì ta sẽ xét lần lượt ở đây nhé. Đầu tiên này chúng ta sẽ xét đáp án đúng ở đây thì
Xong rồi những đáp án tiếp theo thì cô sẽ xét tương tự để các em hiểu hơn nhé. Đây chúng ta sẽ xét là 3, 4, 5 này. 5 trừ 4 là bằng 1, 1 bé hơn 3. Tiếp là 5 trừ 3 bằng 2, 2 bé hơn 4. Tiếp là 4 trừ 1 bằng 4 trừ 3 bằng 1 bé hơn 5. Vậy thì độ dài 3, 3 độ, bộ 3 độ dài là 3cm, 4cm, 5cm thì tạo thành một tam giác. Rồi, đáp án cuối cùng ở đây chúng ta cần chọn là đáp án B. Và ở đây cô sẽ giải thích thêm một xíu là ở đây này. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét lần lượt những đáp án còn lại không phải là bộ 3 độ dài của tạo thành tam giác nhé. Đầu tiên ở đây này, 5 trừ 4, 5 trừ 4 ở đây là bằng 1 này. 5 trừ 4 là bằng 1 thì ở đây là không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác đúng không nào? Phải là hiệu độ dài hai cạnh là bé hơn độ dài của cạnh còn lại. Nhưng ở đây là bằng nên là không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Vậy thì đáp án A này là không thỏa mãn này. Đáp án C. Đáp án C ở đây là 5 trừ 2. 5 trừ 2 thì bằng 5 trừ 2 thì bằng 3. Mà 3 lại lớn hơn 2. Mà trong bất đẳng thức tam giác thì cái giá dấu này phải là nhỏ hơn này. Vậy thì bộ 3 độ dài này cũng không thỏa mãn. Tiếp theo đáp án D. Đáp án D thì ta sẽ lấy này là 4 trừ 1 bằng 3. Đây. Hiệu độ dài hai cạnh. Thì chúng ta sẽ so sánh này, độ dài của cạnh còn lại là 10. 3 này là nhỏ hơn 10 đúng không nào? Rồi, một giá trị thỏa mãn. Nhưng ở đây, khi mà mình sẽ tính này, giả sử như 10 với 1 đi chẳng hạn, 10 trừ đi 1 là bằng 9. Nhưng mà 9 này lại lớn hơn 4, thì không thỏa mãn đúng không? Rồi, có thể xét hiệu với trường hợp xét tổng cũng được nhá. Xét tổng thì ở đây là 1 cộng 4, đúng chưa? Và sẽ xét tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại, thì 1 cộng 4 là bằng 5. Mà 5 ở đây nó lại nhỏ hơn 10 đúng không? Bất đẳng thức tam giác thì phải lớn hơn nhưng ở đây là nhỏ hơn 10 thì không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Vậy thì đáp án cuối cùng của chúng ta cần chọn đây là đáp án B. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 5 có nội dung là cho hình vẽ. Ở đây chúng ta quan sát là có hai tam giác A, B, C và D, E, F. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp. Câu A là cạnh góc góc, câu B là cạnh góc cạnh, câu C là góc cạnh góc và câu D là cả A, B, C đều đúng. Vậy thì ở đây chúng ta quan sát này. Là có hai tam giác ABC và DEF, chúng ta sẽ xét hai tam giác này thì những cạnh nào mà ký hiệu như nhau thì là bằng nhau. Những góc ký hiệu như nhau cũng là bằng nhau. Vậy thì chúng ta sẽ xét như sau. Đây, tam giác ABC và DEF thì có AB bằng DE là giả thiết này. Góc B bằng góc E cũng là giả thiết và BC bằng EF cũng là giả thiết luôn. Từ đó thì ta sẽ suy ra được là tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Do đó thì đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án B. Tiếp theo là câu 6, cho hình vẽ số đo của góc EFH trong hình vẽ này là bao nhiêu? Câu A là 105 độ, câu B là 115 độ, câu C là 125 độ và câu D là 135 độ. Đây, ta cần tính số đo của góc này. Thì ở đây chúng ta sẽ suy ra này, tam giác ADEF có DE bằng DF. D là tam giác này là cân, đúng chưa nào? Cân là cụ thể ở đây là cân tại D. Tiếp theo là tam giác DF mà cân tại D có góc D bằng 90 độ. Nên là tam giác DF là vuông cân tại D. Mà tam giác vuông cân thì chúng ta sẽ suy ra được là góc DFE này là bằng 45 độ. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cách thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng thứ nhất là tổng ba góc của một tam giác. Tổng ba góc của một tam giác là bằng 180 độ, đúng chưa? Vậy thì hai góc còn lại, tổng số đo của hai góc còn lại là bằng 90 độ. Mà hai góc này là bằng nhau vì tam giác vuông cân nên chúng ta sẽ suy ra được là hai góc này bằng nhau và đều bằng 45 độ. Rồi, từ đây thì ta sẽ dễ dàng tính ra được góc EFH bằng cách là áp dụng thứ nhất hai góc kề bù nhá. Đây là hai góc kề nhau. Ở đây là hai góc kề bù này. Hai góc này là hai góc kề bù. Kề nhau, hai góc này là kề nhau nhưng nó cũng là kề bù luôn, kề bù nó sẽ đầy đủ hơn. Và hai góc này là hai góc kề bù nên tổng số ra bằng 180 độ. Vậy thì ta sẽ suy ra được góc EFH là bằng 135 độ. Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án D. Tiếp là câu 7. Câu 7 thì cho tam giác ABCD là hình chữ nhật như hình vẽ. Điểm E nằm trên cạnh B cạnh CD, khẳng định nào sau đây sai? A là AE bé hơn AD.
B là AC lớn hơn AD, C là AC lớn hơn AE và D là AD bé hơn AE. Vậy thì ở đây này là hình chữ nhật, ABCD là hình chữ nhật, vậy thì góc này là vuông đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng chính chất là đường vuông góc và đường đường xiên, thì chúng ta sẽ đi so sánh. Đây, thì chúng ta sẽ xem thử này, AE, AE ở đây, góc này vuông này, vậy thì AE này là đường xiên, mà AD là đường vuông góc. Đường vuông góc là đường, trong tất cả các đường vuông góc và đường xiên, kể từ một điểm ra ngoài một đường thẳng, thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Vậy thì trong ba đường này AD, AE và AC thì AD sẽ là ngắn nhất. Vậy thì AD sẽ là bé hơn, AD sẽ là bé hơn AE đúng không nào? Nhưng ở đây khẳng định AE bé hơn AD là hoàn toàn sai, được chưa? Vậy thì đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án A. Tiếp theo, câu 8. Câu 8 có nội dung là điền vào chỗ trống sau. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại 3 chấm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó. Vậy thì trong nội dung kiến thức của bài đường trung trực của một đoạn thẳng thì chúng ta sẽ dễ dàng điền vào được dấu 3 chấm này. Tức là ở đây là chữ trung điểm là đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của một đoạn thẳng đó. Thì ở đây cô sẽ vẽ hình để chúng ta xem nhé. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta giả sử như đây là đoạn thẳng AB đi. Ở đây cô chỉ vẽ tượng trưng để các em dễ hình dung. Đoạn thẳng AB. Đây, bây giờ chúng ta muốn vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB này. Thì chúng ta đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ vẽ đường thẳng D. Đường thẳng D là vuông góc với đường thẳng D là vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm. Đó, tức là ở đây là đường thẳng D này sẽ đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với đoạn thẳng AB. Vậy thì đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là đáp án D. Đó là nó sẽ là đi qua trung điểm và vuông góc, được chưa nào? Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành xong 8 câu trắc nghiệm của đề thi này rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần tự luận. Tiếp theo các em hãy cùng cô đi vào phần 2 lớn là phần tự luận. Thì phần tự luận này sẽ bao gồm là 5 bài tập. Đầu tiên là bài thứ nhất, tìm số hữu tỉ x trong tỉ lệ thức sau. Câu A là âm 6 phần x bằng 9 phần âm 15. Câu B là 3x trừ 7 phần 8 bằng 5 phần 2. Câu C là âm 4 phần x bằng x phần âm 49. Thì ở đây câu bài 1 này chúng ta sẽ áp dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm x. Đầu tiên là câu A này. Câu A thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất tỉ lệ thức này. Chúng ta sẽ nhân chéo như thế này. Đó. Vậy thì ở đây là âm 6 nhân âm 15 bằng x nhân với 9 này. Thì x sẽ là bằng âm 6 nhân âm 15 chia cho 9. Vậy thì x sẽ là bằng 10. Ta sẽ kết luận là vậy x bằng 10. Câu A này làm khá là đơn giản tại vì là mình chỉ là tính, thực hiện phép tính, áp dụng tính chất tỉ lệ thức, thực hiện phép tính và ra được kết quả luôn. Câu B thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất tỉ lệ thức. Thì tương tự như các bước ở câu A, chúng ta sẽ tính là 3x trừ 7 là bằng 8 nhân 5 được chia cho 2 là bằng 20. Đến đây là chúng ta được là các bước từ đây xuống đây là bước của câu A. Và từ đây xuống đây thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc chuyển vế. Áp dụng quy tắc chuyển vế sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính và tính ra được kết quả là x bằng 9. Ta sẽ kết luận là x bằng 9. Tiếp theo câu C. Câu C thì khác với câu A và câu B. Tức là ở đây câu C có hai giá trị của x là x ở mẫu của phân số nhất và tử của phân số thứ hai. Thì ta sẽ nhân chéo như thế này. Thì ta nhân chéo được là x bình phương sẽ là bằng âm 4 nhân với âm 49. Âm 4 nhân âm 49 là bằng 196. Vậy thì x bình phương bằng 196. X sẽ là bằng 14 hoặc x bằng âm 14. Vậy x sẽ thuộc là 14 hoặc là âm 14. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang bài 2 có nội dung là câu A. Cho A phần B bằng 6 phần 5. Tìm AB biết A trừ B bằng 3. Câu B cho x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 5. Tìm x, y, z biết x trừ 2y cộng 3z là bằng 33. Thì ở đây chúng ta sẽ có là đầu tiên thì A phần B bằng 6 phần 5. Ta sẽ áp dụng tính chất tỉ lệ thức thì ta suy ra được là A phần 6 bằng B phần 5. Đây là tính chất tỉ lệ thức này. Tỉ lệ thức. Rồi.
Tiếp theo là áp dụng thì chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có là A phần 6 bằng B phần 5 thì chúng ta sẽ lấy hai từ trừ cho nhau và hai mẫu trừ cho nhau. A trừ B phần 6 trừ 5 và được kết quả là 3 phần 1 bằng 3. A trừ B bằng 3 đó. Do đó thì A sẽ là bằng, ở đây A phần 6 bằng 3 thì A sẽ là bằng 3 x 6 là 18. B bằng B phần 5 bằng 3 tức là B bằng 3 x 5 bằng 15. Đó. Bằng 15. Vậy thì ta sẽ kết luận là A sẽ là bằng 18 và B bằng 15. Câu B là ta có x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 5. Nên là suy ra này, ở đây chúng ta sẽ nhân cả từ và mẫu của phân số thứ 2 với 2 là 2 nhân với y là 2y. 2 nhân với 3 là bằng 6. Tiếp là nhân cả từ và mẫu của phân số thứ 3 với 3 thì 3 nhân với z là 3z, 3 nhân 5 là 15. Đến đây, áp dụng thì chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta có là x phần 2. Đây chúng ta đã suy ra được. Chúng ta sẽ suy ra được cái này rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ áp dụng thì chất dãy tỉ số bằng nhau. Chúng ta chú ý ở đây này, dấu trừ với dấu trừ này tương ứng với nhau này. Dấu cộng này tương ứng với nhau. Và được kết quả là 33 phần 11 và tính ra được là 33 phần 11 là bằng 33, là bằng 3. Do đó thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được là x phần 2 bằng 3. Thì x là bằng 3 nhân 2 bằng 6. 2y bằng 6 tức là 2y phần 6 bằng 3. Thì 2y sẽ là bằng 3 nhân với 6 là bằng 18. Và 3z phần 15 bằng 3z phần 15 là bằng 45. Thì 3z sẽ là bằng 3 nhân 15 là bằng 45. Do đó thì x ở đây sẽ là bằng 6 rồi này. Y 2y bằng 18 thì y sẽ là bằng 9. 3z bằng 45 thì z sẽ là bằng 15. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài 2. Tiếp theo là bài 3 nhá. Bài 3 thì có nội dung là 3 đơn vị cùng vận chuyển 700 tấn hàng. Đơn vị A có 10 xe, trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Đơn vị B có 20 xe, trọng tải mỗi xe là 4 tấn. Đơn vị C có 14 xe, trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng, biết mỗi xe đều chở một số chuyến như nhau. Thì ở đây, chúng ta sẽ xét lại lượt này. Chúng ta đã có được ở đây là tổng số chuyến hàng mà cần chở ở đây là 700 tấn đúng không? Và ở đây mỗi xe này, xe đơn vị A là có 10 xe này, mỗi xe 5 tấn, đơn vị B có 20 xe, mỗi xe 4 tấn, đơn vị C có 14 xe, mỗi xe 5 tấn. Vậy thì mình sẽ hoàn toàn tính được là khối lượng mỗi xe, mỗi đơn vị A, B và C đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ tìm được là xem thử là mỗi đơn vị là chở được bao nhiêu tấn. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ gọi X, Y, Z, đơn vị là tấn, lần lượt là khối lượng hàng của các đơn vị A, B, C vận chuyển. Với điều kiện ở đây là X, Y, Z là lớn hơn 0. Lớn hơn 0 và bé hơn 100 nữa cơ. Đây, chắc chắn là mỗi đơn vị thì vận chuyển là bé hơn phần tổng đúng không nào? Và ở đây, theo đề bài thì ở đây là có đơn hàng thì có 10 xe, mỗi xe 5 tấn. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ nhân lên là 50 tấn. Đây, cô sẽ phân tích một xíu ở đề bài này. Có nghĩa là đơn vị A có 10 xe, mỗi xe 5 tấn thì tổng sẽ chở được là 5 x 10 là bằng 50 tấn này. Đơn vị A là 50 tấn này. Đó. Đơn vị B là 20 xe, mỗi xe 4 tấn. Vậy thì chúng ta sẽ tính là đơn vị B có 20 x 14 là 80 tấn. Đó, đơn vị B là 80 tấn này. Và đơn vị C là 14 xe, mỗi xe là 5 tấn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được là đơn vị C là chở được bao nhiêu tấn hàng. Chúng ta sẽ lấy là 14 mà nhân với 5. Vậy thì ở đây là 14 này nhân với 5 thì mỗi xe sẽ chở được là 70 tấn. Đó, nó sẽ tỷ lệ như thế này. Đây là tấn này. Rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ làm tiếp ở đây. Vậy thì ở đây là 50 tấn này, đơn vị A này, 80 tấn là đơn vị B và 70 tấn là đơn vị C. Chúng ta sẽ có được tỷ lệ ở đây mà ba đơn vị này là vận chuyển là tổng là 700 tấn hàng nhá. 700 tấn hàng nên là x cộng y cộng z là 700.
Áp dụng thì các dãy thì số bằng nhau thì ta có là x phần 50 bằng y phần 80 bằng z phần 70. Ta sẽ cộng ba cái từ này với nhau và ba cái mẫu này với nhau và được kết quả là 3,5. Do đó x bằng 50 nhân 3,5, y bằng là được kết quả là 275. Y bằng 80 nhân 3,5 và được kết quả là 280 và z bằng 70 nhân 2,5 là 245. Cả ba giá trị x, y, z là đều thỏa mãn bài toán. Thỏa mãn điều kiện là x đã lớn hơn 0 và điều kiện ở đây là chắc chắn x, y, z nhỏ hơn 700, là nhỏ hơn cái tổng khối lượng hàng của ba xe chở nhé. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ kết luận là vậy ba đơn vị A, B, C lần lượt vận chuyển được 275 tấn hàng, 280 tấn hàng và 245 tấn hàng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 4 có nội dung là cho góc X, O, Y khác góc bẹt có OT là tia phân giác qua điểm H thuộc tia OT, kẻ đường vuông góc với OT và cắt OX và OY theo thứ tự A tại A và B. Chứng minh OA bằng OB. Câu B là lấy điểm C nằm giữa O và H, chứng minh góc ACH bằng góc HCB. Câu C là AC cắt OY ở D. Trên tia OX lấy điểm E sao cho OE bằng OD, chứng minh ba điểm BCE thẳng hàng. Vậy thì ở đây này, có góc XOY là khác góc bẹt này, OT là tia phân giác này, chúng ta sẽ vẽ hình ra. Góc XOY là khác góc bẹt đúng rồi này, OT là tia phân giác. Và ở đây là chúng ta sẽ lần lượt vẽ hình theo yêu cầu của đề bài. Thì ở đây câu A yêu cầu là chứng minh OA bằng OB. Ở đây là kẻ đường vuông góc thì ở đây là chứng minh OA bằng OB này. Chúng ta sẽ quan sát ở hình vẽ ở đây, chứng minh OA sẽ là bằng OB. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ đi xét hai tam giác, hai cạnh này sẽ nằm trong hai tam giác là AHO và AHO và BHO. Đó. Vậy thì hai tam giác này chúng ta xem điều kiện này. Thứ nhất là góc AHO và BHO, hai góc này bằng nhau và đều bằng 90 độ. OH là chung và tiếp là góc AOH là bằng góc BOH. Hai góc này bằng nhau vì OT là tia phân giác của góc XOY. Từ đó ta sẽ suy ra được là góc AHO bằng góc, ở đây từ đây thì ta sẽ suy ra OA bằng OB. Hai tam giác này bằng nhau theo đường cạnh hình góc nhọn thì suy ra OA bằng OB là hai cạnh tương ứng. Tiếp theo câu B. Câu B chúng ta có này. Câu B đang cần chứng minh là góc ACH bằng góc HCB. Thì ở đây chúng ta có ACH, đây chúng ta sẽ chứng minh hai góc này bằng nhau này. Vậy thì hai góc này sẽ nằm trong tam giác là AHC và BHC. Rồi, vậy thì từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được này. Chúng ta có là góc AHC bằng BHC rồi, hai góc này bằng nhau và đều bằng 90 độ rồi. AH là bằng BH là hai cạnh tương ứng lúc nãy mà mình ở đây là hai cạnh góc vuông lúc nãy mà mình chứng minh được đúng không? Lúc nãy là mình chứng minh tam giác AOH và BOH, hai tam giác này bằng nhau. Vậy thì mình cũng suy ra được là AH là bằng BH, đấy là hai cạnh tương ứng. Và ở đây là khi mình xét hai tam giác này thì cạnh HC là chung, cạnh HC chung. Vậy thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp ở đây là hai cạnh góc vuông. Đây, hai cạnh góc vuông là từ đó thì ta sẽ suy ra được là góc AHC bằng góc BHC, hai góc tương ứng. Tiếp theo câu C. Câu C là xét tam giác OEC và tam giác OED. OEC và OED ở đây, hai tam giác này. Ta có các điều kiện sau. Thứ nhất là OE bằng OD là giả thiết rồi đúng không nào? Rồi, đơn giản. Tiếp theo là góc EOC và DOC, hai góc này bằng nhau và vì OT là tia phân giác của góc XOY thì hoàn toàn hai góc này là bằng nhau và cạnh OC chung. Từ đó thì ta sẽ suy ra được là tam giác OEC và DOC, hai góc này bằng nhau, hai tam giác này bằng nhau và theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Từ đó thì ta sẽ suy ra được là hai góc bằng nhau là hai góc này EOECO và DCO. Đó, mà ở đây là góc
OCD và góc AHC là đây. OCD và hai góc này là bằng nhau, là hai góc này hai góc đối đỉnh này. Đó. Chúng ta có là hai góc này bằng nhau. Theo trường hợp ở đây là hai góc suy ra hai góc tương ứng, hai góc bạn này bằng nhau là vì đối đỉnh. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được là cả bốn góc đều bằng nhau luôn. Đấy là góc ở đây là góc ECO này, góc này bằng này. Bằng góc OCD này, đó, bằng góc ACH này, bằng góc HCB, đây bốn góc này bằng nhau luôn. Nên là ba điểm ACD sẽ là thẳng hàng. Đó. Từ đây thì ở đây là chúng ta quan sát này, ở trong hình vẽ này thì ba điểm ACD này thẳng hàng. Nên góc ACH này cộng với góc BCH bằng góc DCB, bầu tất cả bốn góc này cộng lại với nhau thì đều bằng 180 độ, hay là góc ở đây là góc ECO cộng với góc OCD cộng với góc BCD. Vậy thì bốn góc này đây, một này, hai này, ba này, đó, C1, C2, C3 này cộng lại với nhau 180. Đó. Hoặc là ở đây trên này là bốn bốn cạnh bốn góc này này. Đây là 4, 5, 6 đi, cô đánh số thứ tự để mình dễ theo dõi nhá. Có nghĩa là ACD thẳng hàng thì C3, C4, C5 này là ba góc này cộng lại với nhau 180 đúng không? Mà góc này bằng góc này, góc này bằng góc này. Đúng không? Bốn góc này bằng nhau luôn. Đó. C1, C2, C4, C5 bốn góc này đều bằng nhau. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được là C1 bằng C2 bằng C3 luôn. À, C1 cộng C2 cộng C3 sẽ là 180. Mà ba góc này cộng lại với nhau bằng 180 nó sẽ tạo thành là một đường thẳng. Do đó là ba điểm ECB sẽ là thẳng hàng. Tiếp theo chúng ta cùng đến bài tập cuối cùng của đề thi này là có nội dung là cho tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D, chứng minh rằng AB phần CD bằng A bình phương trừ B bình phương phần C bình phương trừ D bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất là đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng tính chất tỷ lệ thức. Chúng ta sẽ nhân chéo như thế này là A phần B bằng C phần D thì chúng ta sẽ nhân chéo là A nhân D bằng B nhân C. Từ đó thì ta sẽ có này, ở đây là AB, ở đây là AB nhân với CD bình phương sẽ là bằng, ở đây chúng ta sẽ nhân ra, có nghĩa là ở đây này chúng ta sẽ nhân chéo như thế này, đó, nhân chéo như thế này, và kết quả của mỗi đây mỗi mỗi bước nhân chéo ấy thì chúng ta sẽ ra được kết quả này đúng không nào? Đó, cái phép tính thứ nhất thì chúng ta sẽ ra được kết quả này, phép tính thứ hai chúng ta sẽ ra được kết quả này đúng không nào? Mà hai kết quả này chúng ta so sánh như thế nào với nhau nào? ACBC này đúng không nào? ACBC, ADB, ACBC này thì ở đây là AC này là bằng nhau rồi này, AC này bằng nhau. Còn BC này là bằng AD như ở đây đúng không nào? BC là bằng AD đúng không? Tiếp theo là AD BD, BC BD thì ở đây là có BC BD này là chung rồi này. BD này là chung rồi mà AD ở đằng trước này thì cũng là bằng BC luôn, đúng không nào? Vậy thì hai kết quả này sẽ là bằng nhau. Do đó là hai kết quả ở đầu này sẽ là bằng nhau. Đúng không nào? Là AB nhân với C bình phương trừ D bình phương bằng C bình phương nhân với A bình phương trừ B bình phương. Từ đó thì ta sẽ áp dụng tính chất là tỷ lệ thức. Ta sẽ suy ra được cái này phần cái này bằng cái này phần cái này. Và đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa nào? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ tính là từ tỷ lệ thức ban đầu như thế này, chúng ta sẽ hoàn toàn chứng minh được là tỷ lệ thức phức tạp hơn. Rồi đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của đề thi chân trời sáng tạo giữa học kỳ 2 rồi nhá. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.